Thượng đế rất sáng suốt. Mỗi phần tử nhỏ của địa cầu là một sự cống hiến cho nhân loại và cho muôn loài chúng sinh trên thế gian này. Thậm chí cây cối cũng thực hiện mục đích của nó. Không có cây cối, chúng ta không thể ngồi đây thoải mái, mát mẻ và cảm thấy sảng khoái. Nhờ có cây phát ra dưỡng khí, phục hồi bầu khí quyển. Có những cây thậm chí tốt hơn các cây khác. Như ở Ấn Độ, họ có loại cây gọi là cây xoan có lực lượng chữa lành. Khi quý vị ngồi dưới gốc cây xoan, nhiều loại bệnh tật sẽ giảm hoặc được chữa khỏi. Khi quý vị bị sốt, nếu ngồi dưới gốc cây xoan, quý vị cảm thấy khá hơn, sảng khoái. Vì vậy, nhiều đạo tràng trung tâm thiền ở Ấn Độ, họ trồng cây xoan chung quanh. Và nhiều vị gọi là hiền giả và thánh nhân Ấn Độ trú ngụ dưới cây xoan hoặc ngồi dưới gốc cây xoan để làm việc, hoặc chuyện trò với đệ tử, hoặc chỉ để thiền, hoặc nghỉ ngơi. Phật Thích Ca Mâu Ni có lẽ không tìm được cây xoan, nên phải ngồi dưới gốc cây bồ đề. Có lẽ thời đó, Ngài không biết về cây xoan, không ai nói với Ngài. Tôi ở Ấn Độ một thời gian lâu, gần một năm rồi mới biết phẩm chất của cây xoan. Tôi không phải biết lập tức. Nếu không phải có vị thầy nói với tôi cũng không biết. Nhưng ở Ấn Độ, nhiều người biết về cây xoan. Đa số người biết. Họ gọi nó là Nim Di. Di nghĩa là vĩ đại. Chữ Di theo sau chỉ được thêm vào cho những người thánh thiện và nhân vật vĩ đại. Và họ thêm vào cho cây xoan. Và thêm vào cho sông Hằng nữa. Có đại hằng hà, đại xoan, đôi khi đại thạch, đại điểu. Trên đời này mọi việc đều có vị trí và mục đích, cho nên chúng ta không thể đi quanh quẩn và nói điều gì là tốt, điều gì không tốt. Chúng ta thật sự không biết. Ngay cả trong lĩnh vực y học, có rất nhiều thảo dược mà ở tại một số nước thì rất nổi tiếng và phổ biến và được sử dụng rất rộng rãi. Thế nhưng ở những xứ khác, người ta hoàn toàn không biết đến. Thậm chí có một số cây độc đôi khi sẽ được dùng vào mục đích chữa bệnh. Vì vậy, cho đến khi biết được mọi điều, chúng ta tốt nhất đừng lên án hoặc trách cứ, đừng phê bình điều gì, bởi vì Thượng Đế rất sáng suốt. Thượng Đế tạo ra mọi thứ đều có mục đích, chỉ là chúng ta không biết. Do đó, nhiều người nhìn thế giới này là khổ ải, là cám dỗ, nhưng người khác nhìn thế giới này như một trường học tốt để rèn luyện. Tùy vào thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta rất có trí huệ và tu hành giỏi pháp môn của mình, thì cảm thấy thế giới này là tốt. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào năm 1991 tại Tây Hồ Formosa. Thiên ý. Nhiều người không hiểu thiên ý, không biết thiên ý là gì, cho nên vụng về trong cuộc sống. Và dù với ý tốt, chúng ta luôn làm lỗi. Thượng Đế bảo chúng ta làm thế này, nhưng vì thành kiến, chúng ta nghĩ mình nên làm thế kia. Dù cho bị buộc phải làm điều đó vào lúc đầu, chúng ta đấu tranh ở trong tâm và không tập trung đủ để thực hiện công việc mà Thượng Đế muốn chúng ta làm lúc ban đầu. Hoặc chúng ta trì hoãn và làm rối loạn kế hoạch. Nhưng rồi Thượng Đế sẽ ép chúng ta đi vòng, và rồi sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm điều đó. Chỉ trì hoãn hoặc hư hỏng phần nào, vì chúng ta không đủ tập trung. Chúng ta làm việc mà không vui bởi vì không biết thiên ý. Chỉ sau khi khai ngộ chúng ta mới biết ngày càng rõ hơn làm sao để chấp nhận những điều được định cho chúng ta khi chúng ta ở đây và nhân tiện kết nối với thiên đàng. Chúng ta phải hàng thuận thiên ý, hãy khoan dung và nhẫn nại. Khi thời gian đến, mọi việc sẽ thay đổi. Bất cứ gì Thượng Đế muốn mình làm, mình sẽ làm, dù muốn hay không. Cho nên cứ chấp nhận mình và không cần mong ước gì cả. Dù là tâm linh hay vật chất, nó sẽ tự đến. Ý mình hay ý trời? Vấn, vì Thượng Đế cho chúng ta ý chí tự do và chúng ta có thể làm bất cứ cái gì, thậm chí thay đổi định mệnh của mình. Vậy thì làm sao ý của mình có thể đồng được với ý của trời? Và làm sao biết được chúng ta đang làm theo thiên ý? Sư phụ, hai việc quý vị có thể làm, theo ý mình hay theo thiên ý.
Theo ý mình tức là như vậy. Nếu không thích cái này hay không thích cái kia thì đổi. Quý vị có quyền chiều lòng mình. Theo thiên ý nghĩa là ta không màng, chuyện gì tới thì ta làm. Thượng đế sẽ lo phần còn lại. Nếu đủ mạnh thì quý vị chỉ làm thế thôi. Chuyện gì đến với quý vị thì quý vị lo hết sức mình. Phần còn lại tùy ngài. Nhưng nếu quý vị chưa đủ mạnh thì cứ theo ý của mình. Cái gì không thích thì đổi. Hy vọng Thượng Đế hợp tác. Ngài luôn luôn hợp tác. Chấn, nhưng cái ngã có thể xen vô ý muốn của mình không? Sư phụ, không. Nếu không còn cái ngã, quý vị thậm chí chẳng bận tâm với ý chí tự do. Cho nên nếu không có cái ngã, không có ý muốn của mình, lúc đó chỉ còn thiên ý mà thôi. Nhưng dầu sao, hãy đi từng bước một. Không cần nhảy ngay vô thiên ý nếu quý vị chưa sẵn sàng. Ngài rất kiên nhẫn. Những gì quý vị muốn là những gì Ngài muốn. Nhưng những gì Ngài muốn không phải lúc nào cũng là điều quý vị muốn. Thành thử có ý chí tự do và có thiên ý. Cho nên quý vị cứ chọn. Dấn, làm sao ý của con được giống với ý của Thượng Đế và hàng thuận theo ý của Thượng Đế? Vì con biết thiên ý là tốt nhất cho con. Sư phụ, thì đừng làm gì hết, như vậy được không? Quý vị không làm gì có được không? Dấn, tự tại thôi hả? Sư phụ, ừ, tôi không muốn nói là quý vị ngồi một chỗ suốt ngày, mà hãy làm những gì đến với mình. Nếu đang trong công việc này, thì làm công việc này. Nếu có người nào nhà quý vị làm việc kia, thì làm việc kia. Nếu người ta không bảo quý vị làm gì cả, thì không làm gì cả. Chỉ làm những gì quý vị biết là sẽ đến với mình. Thiên ý là như vậy đó. Nếu làm như vậy mà quý vị thấy hài lòng thì tốt. Nếu không, quý vị có thể thay đổi. Dấn, cảm ơn sư phụ. Đơn giản quá. Sư phụ rất giản dị. Sư phụ, ừ, đó là những gì tôi đã học được. Bởi vậy hôm qua, tôi đã nói với một số anh em đồng tu là đừng làm gì cả. Không cần phải ngồi đó tưởng tượng gửi gắm tình thương và lòng từ bi của Thượng Đế đến mọi nơi. Tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia. Chỉ ngồi đó thôi, rồi Thượng Đế sẽ gửi tới cho quý vị. Nhưng Ngài cũng nói rằng, gõ thì sẽ được cho. Đó là ý chí tự do. Tôi thậm chí không muốn gõ nữa. Nếu Ngài không cho, tôi nói, được, cho ông giữ. Tôi không thèm hỏi. Nếu Ngài không cho, thì tôi nói rằng, thôi được, chắc tôi không cần. Như vậy đơn giản hơn. Quý vị chỉ cần chăm sóc cho cái thân thể này, làm việc đủ sống hoặc đầu tư hay bất cứ việc gì. Cứ làm những gì quý vị làm. Đỡ phải vật lộn và an bình hơn. Ông Emerson, một triết gia Mỹ, nói rằng gánh nặng rơi xuống đôi vai nếu ta để Thượng Đế điều hành vũ trụ. Tôi sống theo quan niệm đó. Thượng Đế luôn giúp đỡ chúng ta. Dấn, con biết có Thượng Đế hiện hữu, nhưng tại sao Thượng Đế không giúp chúng ta khi chúng ta bị rắc rối, khi chúng ta thỉnh cầu Ngài thật nhiều để giúp chúng ta? Con biết là Thượng Đế lắng nghe, nhưng con cầu nguyện thật nhiều với Ngài mà Ngài không trả lời. Sư phụ, Ngài luôn luôn trả lời, Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta, chỉ là chúng ta không biết cách của Ngài. Tôi đã giải thích trước đó, chúng ta phải đi vào bên trong thiên quốc để thấy sự làm việc của Ngài, để nhìn thấy kế hoạch của Ngài dành cho vũ trụ, rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao sự việc xảy ra như vậy. Mọi việc xảy ra luôn luôn là tốt nhất cho chúng ta, nhưng chúng ta mong đợi cách khác. Chúng ta nghĩ, nếu Thượng Đế thương yêu con, Ngài phải cho con tiền bạc, một người vợ đẹp, một người chồng tốt, công việc làm như ý, con cái ngoan, không bao giờ bệnh hoạn, nghèo đói, không bao giờ gặp phiền phức. Không phải lúc nào Thượng Đế cũng giúp đỡ chúng ta bằng cách đó. Ngài giúp bằng nhiều cách khác nhau và luôn là vì sự lợi ích tốt nhất. Chỉ khi đi vào bên trong thì chúng ta mới thấy Ngài làm việc như thế nào. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ chỉ biết ơn mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên quý vị thấy khi Chúa Giêsu chết, Ngài không oán trách Đức Chúa Trời. Ngài đã không làm như vậy. Bằng không Ngài đã có thể thoát khỏi. Ngài đã biết trước điều đó, nhưng Ngài đã không bỏ đi. Ngài biết. Cha đã bảo Ngài rồi.
Thời gian của Ngài đã đến. Ngài sẽ trở về cảnh giới cao đẳng hơn, một nơi tốt đẹp hơn. Cho nên một chút đau khổ về thể xác không nhầm gì đối với Ngài. Chúng tôi cũng vậy. Sự đau đớn về thể chất, sự gian khổ sẽ không có nghĩa gì đối với chúng tôi. Khi đối diện với cái chết, chúng tôi chỉ cười và nói giả từ cuộc sống. Đó là phong cách của người khai ngộ. Cho nên quý vị phải khai ngộ, rồi sẽ biết tại sao mọi việc là vậy. Quý vị sẽ không bao giờ phải hỏi tôi hay bất cứ người nào khác, bởi vì quý vị đã hiểu. Thượng Đế biết Ngài đang làm gì. Nếu Thượng Đế đầy tình thương, tại sao Ngài tạo ra mưa lớn và đại hồng thủy để chấm dứt toàn thể nhân loại vốn không tin Ngài để theo Noa? Bởi vì Thượng Đế đầy tình thương, nên Ngài mới làm như vậy. Ngài muốn tịnh hóa địa cầu, tạo ra một địa cầu mới. Giống như nhà của quý vị, đôi khi ở trong tình trạng không ở được, nên chính phủ phải kéo sập xuống, xây nhà mới cho quý vị, cho quý vị tiền trợ cấp, cho quý vị tiêu chuẩn sống cao hơn, chỗ ở an toàn hơn. Bởi vì nhà của quý vị đã quá mục nát, có thể sập bất cứ lúc nào, và làm quý vị cùng gia quyến bị thương, mặc dù nhà trông tốt bây giờ. Nhưng nhà không an toàn. Đôi khi Thượng Đế xóa sạch tất cả và xây nhà mới lần nữa. Vì thân thể thật sự không quan trọng, với chúng ta thì quan trọng. Với Thượng Đế, Ngài có thể tạo ra 1 triệu lần nữa, chỉ từ một người, nếu Ngài muốn. Thượng Đế có thể sáng tạo, nhưng Ngài có thể phá hủy, hoàn toàn không có vấn đề đối với Ngài. Giống như quý vị có thể chế tạo xe hơi, dù là xe đắt tiền như Benz hay Volvo, nếu không còn hữu dụng, và có thể gây ra tai nạn xe, thì hãng xe sẽ thu nhập về và nghiền thành bột, rồi tạo ra xe khác từ bột sắt đó và thêm vào những thành phần tốt hơn. Ở Tân Gia Ba, quý vị không được lái một chiếc xe hơn 10 năm. Điều đó không có nghĩa là chính phủ Tân Gia Ba rất độc ác, không thương tiếc xe hơi, nhưng xe đó không an toàn cho quý vị, không an toàn cho khách bộ hành, rồi sẽ gây tai nạn. Để Thượng Đế quyết định những gì Ngài nghĩ tốt nhất. Thật ra chúng ta bám chặt vào đời sống, nhưng không biết đời sống vĩnh hằng. Do đó chúng ta trách Thượng Đế cho đời sống ngắn ngủi trên địa cầu, cho bệnh tật, cho những đau khổ thể xác. Nhưng nếu chúng ta biết đời sống vĩnh hằng, thật ra đời sống ngắn ngủi 100 năm hay 60 năm tuyệt đối không là gì cả. Thượng Đế luôn có thể đổi mới thân thể của mình, ban cho diện mạo đẹp hơn, cùng một linh hồn có hình dáng đẹp hơn, có môi trường đẹp hơn, bối cảnh đẹp hơn để chúng ta phát triển, để tiếp tục đời sống. Nếu Ngài không hề làm vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn bò trên mặt đất, tàn sát lẫn nhau và nướng lẫn nhau để ăn. Có lẽ đó là điều họ đã làm vào thời Noa. Thượng Đế bảo họ ngưng, nhưng họ không nghe lời. Họ tiêu diệt lẫn nhau. Vì vậy Thượng Đế nói, được, hãy xây nhà mới. Đối với Ngài không vấn đề gì cả. Ngài chỉ cần giãy tay, hàng ngàn hàng triệu tinh cầu sẽ xuất hiện, huống chi là con người. Đừng lo về chuyện đó, Ngài biết Ngài đang làm gì. Sự gia trì của Thượng Đế sâu đậm và lâu bền. Dấn, thưa sư phụ, khi ở trong trạng thái nhớ đến Thượng Đế, chúng ta có đạt được điểm gia trì tâm linh không? Nếu có thì tỷ lệ là bao nhiêu so với sự gia trì của mặt trời? Sư phụ, khi nhớ Thượng Đế bất cứ lúc nào, dĩ nhiên chúng ta được điểm tâm linh. Nhưng còn tùy là chúng ta nhớ Ngài sâu đậm chừng nào. Dĩ nhiên sự gia trì của Thượng Đế thì nhiều 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 hơn sự gia trì của mặt trời, vô cùng sâu đậm và lâu dài. Nhưng vì Thượng Đế biết là chúng ta không thể lúc nào cũng nhớ đến Ngài hoặc luôn thấy Thượng Đế trong thể nghiệm. Do đó, Thượng Đế cho phép mặt trời hoặc để mặt trời gia trì chúng ta. Có một thứ gì đó mà chúng ta có thể nhìn, có thể cảm nhận. Mặt trời là một đại biểu của Thượng Đế. Ngài để mặt trời giúp chúng ta. Trích đoạn từ các bài khai thị của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.